Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu túi plush da ép sầm phối da cá sấu. Sự kết hợp tinh tế mang đến vẻ đẹp sang trọng và độc đáo. Da ép sầm là loại da cao cấp có khả năng chống nước tốt và độ bền cao. Bên cạnh đó, phần phối da cá sấu cùng tông màu mang đến vẻ đẹp hoàn hảo cho chiếc túi. Điểm nhấn chính tạo nên sự quyến rũ cho chiếc túi là logo vương miện bằng vàng nguyên khối 18K, đính 3 viên kim cương thể hiện sự quyền quý cao sang. Cho dù bạn đang tham dự một sự kiện thượng lưu, dự tiệc hoặc chỉ đơn giản là muốn tạo dấu ấn cá nhân trong các buổi gặp gỡ quan trọng, chiếc túi plush da ép sầm phối da cá sấu này sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo. Nó không chỉ thể hiện phong cách của bạn mà còn là một biểu tượng của sự sang trọng và cái nhìn thẩm mỹ. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.